chương trình livestream buổi trưa ngày 22 tháng 3 năm 2024. Đây là cập nhật mới nhất liên quan đến tương lai của huấn luyện viên Philip Chusie. Đây là chương trình mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn cũng như là những cái thông tin mà mình có được để giúp các bạn có được một cái nhìn toàn cảnh nhất về tương lai của huấn luyện viên Philip Chusie cũng như là của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta thua Indonesia trong trận đấu ngày hôm qua, cơ hội của chúng ta chưa kết thúc bởi vì chúng ta chỉ cần thắng với bất cứ tỷ số nào trước Indonesia trong trận ngày 26 tháng 3 này thì chúng ta còn nguyên cơ hội để lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 và cũng chưa có gì là quá căng thẳng về mặt thành tích về mặt thành tích không có gì quá căng thẳng nhưng hôm nay mình sẽ đi sâu vào để trả lời câu hỏi mà từ đêm ngày hôm qua các bạn đặt ra cho mình ngày hôm qua sau khi mình livestream xong thì thực sự là mình đã ngồi đọc comment các bạn phải gần đến đêm và vì là mình cũng dựng một cái chương trình để sáng ngày hôm nay đã phát rồi cho nên là mình đã đọc hết Sáng ngày hôm nay mình đã tìm hiểu và sẽ đưa đến cho các bạn hai thông tin quan trọng liên quan đến cái ghế của huấn luyện viên Philip Chu Các bạn quan tâm thì chúng ta cùng nhau đi đến hết của chương trình này. Chương trình này mình chỉ xin phép làm với khoảng tầm 30 phút, sau đó thì mình xin phép các bạn là dừng luồng livestream để chúng mình đi sân bay về Việt Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thành tích trước là đội tuyển Việt Nam hiện nay đang chơi 3 trận và chúng ta được 3 điểm. Chúng ta thắng Philippines, thua Iraq và thua Indonesia. Indonesia thì cũng đã chơi 3 trận rồi và họ được 4 điểm. Đúng không ạ? Bởi vì là à, họ chơi 4 trận rồi, họ được 4 điểm và hiện nay thì đó, họ hơn chúng ta một điểm. Nếu như cái trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 3 này trên đất Việt Nam, nếu chúng ta đá và chúng ta sẽ thắng với bất cứ tỷ số nào thì chúng ta cũng sẽ lên để chúng ta hơn Indonesia 2 điểm. Lúc đấy thì kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng sẽ hơn họ. Đấy, cho nên là không cần phải nghĩ đến cái chuyện tỷ số Mọi người nói về đối đầu nếu mà trận tới thì như nào Chúng ta chỉ bất lợi khi chúng ta hòa Indonesia thôi Và thứ hai, đấy là cái câu chuyện liên quan đến Về thành tích thì chúng ta không nói Thành tích thì chúng ta chỉ cần thắng là ok Mọi thứ nó sẽ được sửa sai Nhưng câu chuyện ở chỗ là liệu chúng ta có thắng được hay không Và liệu chúng ta còn có thể đi tiếp với huấn luyện viên Philip Chu hay không Từ ngày hôm qua các bạn hỏi mình rất nhiều liên quan đến câu chuyện là huấn luyện viên Philip Chu bao giờ thì bị sa thải mình trả lời các bạn luôn là cơ hội để huấn luyện viên Philip Chuse dẫn dắt đội tuyển Việt Nam uh, trong trận đấu lượt về với Indonesia vào ngày 26 tháng 3 là chắc chắn. Bởi vì theo thông tin mà mình có được thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam không có kế hoạch thay huấn luyện viên trưởng trước trận đấu gặp Indonesia. Vì hai lý do, lý do đầu tiên là chúng ta không có nhiều thời gian. Bởi vì ngày hôm nay là ngày 22 rồi khi chúng ta về đến Việt Nam coi như là hết ngày 22. Đến sang ngày 23, 24, 25 thì chúng ta chỉ còn có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 26 Thành ra là sẽ rất là khó khăn để chúng ta thay thế một ai đó à, Với một huấn luyện viên ngoại nếu, nếu mà chúng ta lấy một huấn luyện viên ngay bây giờ thì là không kịp Và chắc chắn là không kịp Như là chúng ta sẽ phải lựa chọn một huấn luyện viên tạm quyền Huấn luyện viên tạm quyền thì chắc chắn sẽ là phải là huấn luyện viên Việt Nam Hiện nay thì không có các huấn luyện viên nào trong số những người mà các bạn đề xuất là có tên ở trong cái danh sách đang gọi là sẵn sàng nhận trách nhiệm nhưng mà có hai cái tên hai cái tên này là hai cái tên mà liên đoàn bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tính toán không phải là cho trận đấu với Indonesia mà sau đó đó là huấn viên Mai Đức Chung một người chưa bao giờ từ chối bất cứ một nhiệm vụ gì mà bóng đá Việt Nam giao phó và người thứ hai chính là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mình nghĩ là nếu anh Hoàng Anh Tuấn đồng ý thì ngay lập tức ông Jun Gede sẽ bay sang và mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ được diễn ra một cách thuận lợi nhất liên đoàn bóng đá Việt Nam lo ngại rằng nếu như họ thay đổi huấn luyện viên vào thời điểm này thời gian không kịp và nó có thể khiến cho cái kết quả trận đấu với Indonesia tới đây nó sẽ ảnh hưởng bởi vì là mình nói mình nhấn mạnh với các bạn là chỉ cần một chiến thắng trước Indonesia với bất cứ tỷ số nào thì Việt Nam đều nhảy lên trên Indonesia và chúng ta sẽ cùng với Iraq đi vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 không có vấn đề gì và theo cam kết của huấn luyện viên Philip Chuse là phải sau khi kết thúc vòng loại thứ hai của World Cup 2026 thì chúng ta mới ngồi lại để tính toán lại hợp đồng và các bạn biết là kết thúc cái vòng loại World Cup thứ hai là nó sẽ diễn ra vào tháng 6 tháng 3 này chúng ta đã hai trận đấu với Indonesia trận đấu ngày hôm qua và trận đấu ngày 26 tháng 3 tới bên cạnh đó thì cũng xin thưa với mọi người là liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ còn phải tiếp tục cái công việc của mình đó là đợi đến ngày mùng đến tháng 6 chúng ta sẽ có hai trận là trận đấu với Indonesia à, trận đấu với Philippines và trận đấu với Iraq đó sau hai trận đấu đó nếu mà chúng ta thực sự không còn cơ hội lọt vào vòng trong thì lúc đấy chúng ta mới được xem xét lại hợp đồng còn tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với ông philip chu đó là theo cái kế hoạch mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm qua mình cũng có quay được một cái hình ảnh hình ảnh này là một hình ảnh mình cảm thấy không vui lắm và cũng xin phép các bạn là để hôm tới mình sẽ chia sẻ sau nhưng mà cũng xin thưa với các bạn là nó có hai vấn đề vấn đề đầu tiên là đội tuyển việt nam chúng ta sau khi thua thì huấn luyện viên Philip Chuse gần như không có bất cứ một cái động thái nào từ cái việc uh, thay người điều chỉnh và cái sự điều chỉnh của huấn luyện viên Philip Chuse thì mình chỉ thấy nó nó khiến cho uh, đội của chúng ta mình thấy nó mất nhịp hơn. Người ta bình thường ra ngay sau khi chúng ta thất bại, ngay sau khi chúng ta bị thủng lưới thì ông huấn luyện viên bao giờ cũng phải có một cái động thái là gì là đẩy thêm cái tinh thần chiến đấu cho anh em. Đấy, giúp cho các anh em có được một cái tinh thần chiến đấu máu lửa hơn. Thứ hai là sự thay đổi một cách rõ ràng về cách chơi và nhân sự. Bởi vì sau khi chúng ta thua rồi, chúng ta đẩy vào cái trạng thái là chúng ta đã thua một bàn rồi. Thì bây giờ cái cơ hội của chúng ta là gì? Là phải đẩy lên. Các bạn biết là một cái bàn thắng ở trên sân khách nó cũng là một bàn thắng rất là quý giá. Chúng ta thua với tỷ số 0-1 nó khác với là chúng ta thua với tỷ số là 1-2. Nếu như chúng ta ghi được một bàn ở trên sân của đối phương thì nó lại là có giá trị hơn rất là nhiều thứ hai nữa là ngay lập tức phải có một cái chấn chỉnh bởi vì ngay sau khi về mặt tâm lý mà nói chúng mình được đào tạo là sau khi các cầu thủ bị thủng lưới một bàn thì cái tâm lý của các cầu thủ là không tốt lúc đấy chúng ta phải thổi bùng cái ngọn lửa chiến đấu lên và lúc đấy bắt đầu phải thay đổi về mặt chiến lược chiến lược này là có thể là chiến thuật có thể là nhân sự có thể là một cái liệu pháp về mặt tâm lý nhưng ngày hôm qua mình đã chia sẻ với các bạn là ngay sau khi tức là mình đã quay một phút rưỡi sau khi đội tuyển việt nam chúng ta bị thủng lưới thì huấn luyện viên Philip Chu C chỉ có một cái động tác duy nhất là yêu cầu các anh em ra sân khởi động và không có thêm động tác gì. Ngoài ra thì mình còn nhìn thấy là huấn luyện viên Philip Chu C có vẻ như là đang chia sẻ với các trợ lý về các lỗi của các cầu thủ ở trên sân. Mình cho rằng là đây là một cái việc đi chệch hướng về mặt tiếp cận. Đấy, vì các cầu thủ sau khi họ đã thất bại, sau khi họ đã buồn, sau khi họ đã hơi mất tự tin một chút rồi thì bây giờ huấn luyện viên cần phải kéo họ lên. Nhưng cuối cùng thì không. Mình nói là đây không phải là sự lặp lại về một sai lầm dẫn đến một bàn thua. Chúng ta biết là Indonesia đã ghi hai bàn thắng vào lưới của U23 Việt Nam tại bán kết của SEA Games bằng hai quả ném biên. Và ngày hôm qua chúng ta cũng lại thua một tình huống từ một quả ném biên khác. Rất nhiều các vị trí bị các nhà chuyên môn bị người hâm mộ nói rằng đấy là điểm yếu của đội tuyển, đấy là những vị trí lệch trái. Thì ngày hôm qua chúng ta đã thấy lệch trái hoàn toàn ngày hôm qua rất yếu. Ngày hôm qua Indonesia chỉ tấn công bên hành lang cánh phải các bạn nhìn thấy Tức là bên hành lang cánh phải của họ Tức là bên cánh trái của chúng ta Và họ khoét vào vị trí của Võ Minh Trọng và Phan Tuấn Tài Và ngày hôm qua thì Võ Minh Trọng cũng đã phạm một sai lầm rất lớn Để khiến cho chúng ta bị thua bàn thua duy nhất à, Cái thứ hai là cái khoảng thời gian mình quay được 4 phút sau khi trận đấu kết thúc Thì huấn luyện viên Philip Chuse không ra động viên anh em cầu thủ của chúng ta Mà ông hồ hởi bắt tay và chúc mừng các cầu thủ Indonesia các cổ động viên Việt Nam của chúng ta đã mất rất nhiều công sức, mất rất nhiều tiền bạc đi từ Việt Nam sang Indonesia để cổ vũ đội. Thì chỉ có các cầu thủ ra cảm ơn thôi, còn huấn luyện viên Philip Chu thì đã không ra. Thay vì là ông ra ông động viên, ông gọi là chia sẻ và cảm ơn các cổ động viên những người đã lặn lội bỏ công bỏ việc từ Việt Nam sang thì ông lại đứng để ông chia sẻ với những người Indonesia. Với tư cách là một người Việt Nam mình cảm thấy rất là chạnh lòng vì điều này. Chưa kể đến cái câu chuyện là Quang Hải hay là Nguyễn Philip Quang Hải ngày hôm qua rất là sốc Bạn đấy tưởng như được gọi vào sân thay người Thì chạy được nửa đường Chuẩn bị vào sân thay người Thì được ra dấu hiệu là không phải Mình nghĩ là Quang Hải hôm nay đã hơi cáu một tí Và sau khi trận đấu kết thúc Mình chỉ nhìn thấy một người duy nhất đến ôm Ông Philip Chusie Đó là Hoàng Đức Mà cái ôm này nó chỉ kéo dài khoảng tầm Hơn một giây một tí thì thực sự là mình cảm nhận được là ngày hôm qua có rất nhiều những cái cách tiếp cận đang bị sai và mình nghĩ là ban đối luyện của huấn luyện viên Philip Chu có lẽ là phải nhìn lại Cái cách điều binh khiển tướng như vậy mình nghĩ là không ổn Mình nghĩ là không ổn một chút nào Bên cạnh đó là còn một loạt những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra là chiếc ghế của ông ấy ra sao, liệu có bị thay trước trận đấu lượt về Indonesia hay không? Thì hôm nay theo cái thông tin mà mình có được là không, chia sẻ với các bạn là không nhé các bạn nhé, không có bất cứ một sự thay thế nào trước giải. Bởi vì đến bây giờ là chưa có bất cứ một giải pháp nào huấn luyện viên Mai Đức Trung mình nghĩ là có mời chú Trung bây giờ thì chắc chú cũng xin từ chối bởi vì là chú Trung bây giờ ở cái tuổi ngoài 70 chú cũng rất là vất vả bây giờ mà lại còn bắt chú phải chịu một cái áp lực rất là lớn thì thật sự là không không nên bây giờ chỉ còn một giải pháp đó là anh Hoàng Anh Tuấn mình thì mình nghĩ là chúng ta vẫn nên ủng hộ đội tuyển quốc gia trong trận đấu vào ngày 26 tháng 3 này trong khó khăn như thế này thì mới cần sự ủng hộ của mọi người trong những lúc khó khăn như này thì mình mới đề nghị mọi người là chúng ta hãy cùng hướng về đội tuyển quốc gia Chúng ta hãy cùng hướng về các cầu thủ của chúng ta thôi. Đúng không? Chúng ta không ủng hộ ông Chu Xê thì đấy là tùy mọi người. Nhưng mà mình nghĩ là các cầu thủ nó cũng là em là con là cháu của chúng ta. Cũng là đại diện cho nền bóng đá của chúng ta. Mình hôm qua ngay sau khi mà, mà mà có những cái kết quả không được tốt thì mình cũng đã đề nghị các nhóm bạn của mình là nên đi xem bóng đá. Mình cũng liên hệ với liên đoàn để lấy vé. Đây là để mua vé để ủng hộ mình nói là đây là thời điểm mà chúng ta cần hướng về đội tuyển và các cầu thủ sẽ cảm thấy họ được chúng ta gọi là sao? Có một cái chút động lực. Bởi vì ngày hôm qua nếu các bạn xem thì các bạn thấy chưa bao giờ mình thấy đội tuyển Việt Nam thiếu động lực như ngày hôm qua. Các cầu thủ chơi rất cố gắng nhưng họ không thể kéo tinh thần của họ lên được. Và mình đã từng nói với các bạn là 10 cầu thủ chơi với tinh thần tốt thì có thể kéo một cầu thủ tinh thần chưa tốt lên cao. Nhưng bây giờ 11 cầu thủ chơi không tốt thì không kéo được ai cả. Đấy là cái mà chúng ta không thể phủ nhận ngày hôm qua indonesia nếu họ chơi họ biết chắt chiu mình nghĩ là họ có thể ghi thêm một đến hai bàn nữa và nếu mà chúng ta mà để thua như thế thì trận đấu này sẽ áp lực cực kỳ về mặt tâm lý đó là những cái thông tin mà các bạn hỏi mình mình cũng xin phép được trả lời ngắn gọn như vậy liên đoàn bóng đá việt nam thì vẫn đang rất cố gắng để có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lượt về và mình xin được nhấn mạnh lại với các bạn là đội tuyển việt nam chúng ta vẫn còn nguyên quyền tự quyết tức là nếu mà chúng ta giành chiến thắng trước Indonesia trong trận đấu tới bằng bất cứ một cái tỷ số nào thì chúng ta vẫn sẽ vượt lên trên Indonesia và với màn trình diễn như ngày hôm qua của Indonesia thì mình nghĩ là nếu chúng ta đã đúng sức thì Indonesia cũng không phải là một chướng ngại quá lớn ngày hôm qua thực sự là khoảng tầm 30 phút đầu Indonesia cũng đã gặp nhiều khó khăn khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã kiểm soát được bóng nhưng dưới triều đại của ông Chu thì nó có một cái đặc điểm rất chung đấy là chúng ta có thể kiểm soát được bóng chúng ta có thể dồn ép được đối phương nhưng không có giải pháp để tiếp cận khung thành và hoàn toàn ngày hôm qua chúng ta thấy đội tuyển việt nam không có những cú sút thực sự có quy lực để có thể giúp cho đội tuyển việt nam tăng cái cơ hội ghi bàn tức là gì cái thứ bóng đá của ông chu xê là thứ bóng đá kiểm soát bóng nhưng không tạo ra được những cái lát cắt không tạo ra được những cái cú uy hiếp khung thành ngày hôm qua hoàng đức gần như là bị đội bạn hóa giải và ở bên trên nhâm mạnh dũng mặc dù chơi rất xông xáo nhưng bạn đấy trở thành một người rất là lạc lõng ngày hôm qua chúng ta mong chờ những cầu thủ có tính đột biến như kiểu là nguyễn quang hải phan văn đức đấy, một chút nào đấy là công phượng ngày hôm qua nếu mà có công phượng mình nghĩ là đội chúng ta chơi sẽ khác ông xin Yang ngày hôm qua chơi một cái thứ bóng đá mình nghĩ là cũng rất là hiện đại và mưu lược hôm qua ông sử dụng rất nhiều những cầu thủ khỏe ở khu vực giữa sân và làm cho thái sơn và hùng dũng gần như không có thời gian để thở thậm chí là có một tình huống hùng dũng để mất bóng mà suýt nữa thì khung thành của chúng ta đã bị thùng các bạn thấy là họ chơi rất rát họ ly dán toàn bộ cái hệ thống uh, dấu gạch nối tức là cái tính liên kết của đội tuyển việt nam đấy, và ngày hôm qua các bạn thấy là các vệ tinh của chúng ta chơi không tốt hôm qua các bạn có nhìn thấy đội tuyển việt nam có quả nào lên biên được không không lên biên được luôn và cũng không có những đường tạt ăn bàn chỉ có đúng một cái tình huống đấy là một cái đường tạt từ bên phía hành lang cánh trái của chúng ta sang bóng nó không đến được đầu của Hoàng Đức lúc đấy mà nó chỉ cần nó hơi bổng nó bổng thêm được khoảng tầm 5 cm nữa thì khả năng Hoàng Đức đánh đầu và có thể ghi bàn được. À, bạn Duy Nguyễn có nói là tối qua mất ngủ hả anh à, Ông Chu Sia hời hợt vô cảm với cổ động viên Việt Nam quá Hôm nay nói thật là sau khi mình đưa cái thông tin nó lên Thì cũng có một anh giám đốc điều hành của một câu lạc bộ Có nhắn tin cho mình và nói là em làm cái video này là quá chuẩn luôn Thì mình chỉ nói một điều là thật sự là vào thời điểm này mình không muốn nói một điều gì đó không tốt về đội tuyển bởi vì mình sợ là cái tinh thần chiến đấu của anh em nó đi xuống thứ hai nữa là cổ động viên người ta cảm thấy buồn người ta cảm thấy chán và khi người ta cảm thấy buồn chán thì người ta sẽ không đến sân để cổ vũ đội nữa thì mình sợ là như thế nó sẽ mất đi cái sức mạnh vốn có của đội tuyển việt nam chúng ta trên sân nhà đó là cái điều duy nhất mà mình cảm thấy lo lắng vào thời điểm này chứ còn ông chu xie thì mình nghĩ là sẽ rất là khó ngày hôm qua ông nói là còn rất nhiều những cái điểm tích cực trong trận đấu mình nghĩ là ngoài cái việc là đội của chúng ta đã kiểm soát bóng được trong vòng 30 phút thì đội của chúng ta thật sự là có vấn đề à, một vấn đề nữa mà các bạn nhìn thấy là đến phút thứ 70 là mình thấy nhiều vị trí đã không thể chơi với 100% phong độ do thể lực của họ xuống các bạn thấy khoảng 20 phút cuối các cầu thủ của chúng ta đã bắt đầu xuống sức sai số nhiều hơn và có nhiều tình huống các bạn cảm thấy là các cầu thủ chúng ta không thể tranh chấp được Lúc đấy thì anh anh Jacob Auri gì đó Anh ấy vào sân, anh số 15 Anh vào anh cầy là gần như chúng ta không còn nhìn thấy các tiền vệ trung tâm nữa đó Ngày hôm qua chúng ta thua về rất nhiều thứ Và một trong những cái ở dưới thời của ông Chu mình thấy Một là chúng ta cầm bóng được nhưng không có những đường chuyền an bàn Không có giải pháp để tiếp cận cầu môn Và thứ hai là cứ đến phút thứ 70 là y rằng các cầu thủ chúng ta bị xuống sức. Mà khi đã xuống sức rồi thì sẽ rất là khó. Bạn Totally Kawaii của nó đừng bi quan quá, đừng đổ hoàn toàn lỗi cho huấn luyện viên. À, bạn Totally Kawaii thân mến là mình không có bi quan mà mình nhìn vào một cách rất thực tế về đội của chúng ta là ngày hôm qua đội của chúng ta chơi chán, ngày hôm qua đội của chúng ta không có ý tưởng trong tấn công, ngày hôm qua lỗi cá nhân nhiều và nền tảng thể lực kém. Cái này là chúng ta chả cần phải nói cái gì quá cả cũng chả cần phải một người có cái khả năng chuyên môn cao thì mình có thể nhìn ra đấy và một điều mình chia sẻ với các bạn là đã đến lúc chúng ta cần có một sự thay đổi mình nghĩ là thôi cứ để cho ông làm nốt cái trận lượt về gặp Indonesia sau đó là chúng ta sẽ tính toán cũng không muộn như mình đã từng chia sẻ với các bạn thì có một cổ động viên siêu vip pro max thì hiện nay đang rất là không hài lòng và mình nghĩ là Liên đoàn nói Việt Nam sẽ nhận được rất nhiều những cái tin nhắn từ tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay và mình cũng không cảm thấy bất ngờ nếu như mà sau trận đấu với Indonesia này tất nhiên là nếu mà chúng ta thắng Indonesia thì mọi thứ nó vẫn còn rất là ổn đúng không? đó còn mọi thứ thì các bạn biết là bóng đá nó là như thế khi mà bạn sút một quả vào thì mọi thứ nó sẽ thay đổi các bạn sẽ trở thành người hùng còn cũng vẫn là cú sút đấy nó chỉ chạch khoảng tầm 2 cm thôi bóng đập cột bật ra không có bàn thắng thì chúng ta vẫn trở thành tội đồ như bình thường. Bây giờ các bạn còn câu hỏi nào các bạn đặt ra, mình sẽ trả lời uh, nốt câu hỏi của các bạn trong vòng 15 phút tới. Bây giờ thì mình vẫn chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm mà mình luôn luôn mang đi theo cùng. Đấy, một sản phẩm giúp chúng ta uh, kéo dài cái tuổi thanh xuân, một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Đó là Cao Ba Long. Đó và Đông trùng hạ thảo. Cái này thì mình đã bán trong suốt 3 năm vừa rồi Và sản phẩm này thì mình có thể cam kết với các bạn Là nếu như nó không phải là sản phẩm chuẩn Thì mình đền các bạn một tỷ đó Và thứ hai nữa là giá này là giá chỉ độc quyền Thấp nhất độc quyền cho Vlog Minh Hải thôi Số điện thoại thì mình để ở trên logo các bạn nhé 024 7777 -8877 Và website là shop vn Một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ Một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân Các bạn nhớ nhé Hay là nói chính xác là một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe và sống hạnh phúc. Số điện thoại thì mình để trên logo 02477778877. Các bạn alo đến số điện thoại này để các bạn được tư vấn miễn phí. Đấy, các bạn làm uh, quà tặng quà biếu thì nó quá là tuyệt vời luôn. Các bạn nhớ cho mình nhé, Đông Á Shop vn còn rất nhiều các sản phẩm để các bạn lựa chọn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. <laughs> bạn Dương Văn Quang có nói là em đang dùng đông trùng hạ thảo bên anh này. Cái này thì mình dùng thường xuyên. Đấy hai sản phẩm một sản phẩm giúp chúng ta củng cố cái xương khớp gân cốt một sản phẩm để giúp chúng ta tăng sức đề kháng nói tóm lại là hai sản phẩm này thì các bạn nên tìm hiểu và sử dụng Minh Hải cảm nhận thế nào về trận lượt về em thì em nghĩ là trận lượt về chúng ta sẽ chơi máu lửa hơn à, dưới sự cổ vũ của các cổ động viên nhà và mình nghĩ là sau cái trận đấu này thì mình có thể rút tỉa được ra được ra một điều đó là Indonesia cũng không phải quá mạnh như những gì chúng ta như những gì chúng ta đang suy nghĩ nhưng các bạn đừng quên là trong trận đấu lượt về họ sẽ có hai cầu thủ và một trong hai cầu thủ đấy được đánh giá là hay nhất đông nam á bây giờ đó là tom hayes cầu thủ đã từng thi đấu cho đã từng là đồng đội của đoàn văn hậu ở hedeven tại giải vô quốc gia hà lan anh này đã từng đeo băng đội trưởng ở cái câu lạc bộ mà đoàn văn hậu không có được vị trí thi đấu thì các bạn cũng đã hiểu à, theo thống kê thì anh ấy thi đấu hơn 60 trận cho hedeven và đã ghi được 6 bàn anh này chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm Tức là ở trận đấu vừa rồi là vị trí tiền vệ trung tâm của Indonesia nó đã bóp nghẹt chúng ta Thì ở trận đấu lượt về này có Tom Hayes nữa thì sẽ rất rất là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam Bạn Trường Đào có nói là không hiểu ông huấn luyện viên này nghĩ gì mà không cho Quang Hải vào Trận trước gặp Indonesia thì không có Hùng Dũng Trận đấu này thì không có Quang Hải Và mình cũng không hiểu vì sao trong một cái thế trận bế tắc Chúng ta không có người dẫn dắt lối chơi Chúng ta không có một playmaker tức là những người mà sáng tạo lối chơi giữ nhịp như Quang Hải thì chúng ta lại không đưa Quang Hải vào mình không hiểu ngày hôm qua thật sự là mình không hiểu tất nhiên là ông ấy có thể là ông ấy giỏi quá ông ấy có một cái tầm vượt trội so với phần còn lại của những người làm chuyên môn ở Việt Nam các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nào bạn Totally Kawaii của nói là Minh Hải đúng trận vừa rồi chúng ta thiếu máu lửa quá. Nếu các bạn xem mình đủ lâu thì các bạn sẽ thấy mình đã từng nói với các bạn một lần rồi là đội tuyển Việt Nam vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là vấn đề về tinh thần. Mà các cầu thủ khi mà tinh thần họ xuống ấy, họ muốn kéo lên là không hề đơn giản, nó rất khó. Các bạn thấy ngày hôm qua đá siêu không? Qua đá rất siêu luôn. Rất nhiều người từ ngày hôm qua giờ nhắc đến thấy Park sáng nay mình có đi ăn với một ông em nữa ông em nói là cứ sau mỗi một trận đấu thì cái niềm tin của em và sự ủng hộ của em dành cho ông chu Xê nó lại giảm đi và ngày hôm qua thì hai vợ chồng bạn ấy bỏ công mà bỏ việc đi từ đồng nai lên sài gòn để bay sang đây sau đó là sang bên này mãi sau mới lấy được vé để đi cùng với cổ động viên Đấy, sáng ngày hôm nay bạn ấy thở ra một câu mình thấy buồn đó là càng xem nhiều thì lại càng thấy buồn càng thấy mất niềm tin bạn huynh đỗ của nó là Minh Hải nói sâu về trình độ chuyên môn của ông Chu Xie để ông ấy từ chức đi. À, sau trận đấu lượt về với Indonesia, chính xác là nó có thể diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Em sẽ làm một cái chương trình về ông Chu Xie Ông Chu Xie thực sự là về trình độ em không dám nói, nhưng mà về mặt thái độ em thấy là có vấn đề. Và nhất là cái cách tương tác với giới truyền thông với các cầu thủ. Mình nghĩ là thật sự là có vấn đề. Ông này thay vì là tập trung vào chuyên môn thì ông lại đi ông ấy đọc báo và nói chuyện quá nhiều. Anh em phóng viên truyền thông cũng không ủng hộ và các bạn nhìn thấy cầu thủ rồi. Mình đố nhìn thấy, mình đố các bạn nhìn thấy một cầu thủ nào mà có một cái nụ cười rất tươi khi đứng bên cạnh ông Xê Nhưng bạn có thể nhìn thấy những cái nụ cười đấy một cách cực kỳ dễ dàng khi mà các cầu thủ đứng với ông Park Hang-seo. Các bạn chỉ cần nhìn một động tác đơn giản thôi hoặc là các bạn xem. Bởi vì là ở cái trận đấu này thì nó có vấn đề liên quan đến bản quyền Các bạn hiểu bản quyền thì là mình bọn mình không được quay Chứ còn ở những cái trận trước thì chúng mình được quay Ví dụ ở SEA Games Mình làm những cái chương trình xem là huấn luyện viên Philip Chu điều binh khiển tướng như nào Mình về mình sẽ dựng lại cái này để cho các bạn so sánh Để xem xem ban huấn luyện của ông Chu c với ban huấn luyện của Thầy Park Ai làm việc hiệu quả hơn Đó Đơn giản như vậy thôi À, ngày hôm qua nó còn một cái chi tiết nữa cũng rất là hay Đấy là Nam Pang là chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan Cũng là sinh nhật ngày hôm qua Và người ta chụp cái ảnh lên là ông Chu Xie uh, Ăn mừng sinh nhật thì mọi người thay vì vào chúc mừng sinh nhật thì mọi người lại động viên ông từ chức Trong khi đó thì Nam Pang mọi người dành cho Nam Pang một cái tình cảm rất là lớn Người Thái Lan phải nói là coi Nam Pang là một người hùng mới của bóng đá Thái Lan Bây giờ người hùng của bóng đá Thái Lan, người hùng lớn nhất của bóng đá Thái Lan bây giờ không phải là Chanathip đó, cũng không phải là Sufanat, cũng không phải là Supachok mà lại là Marampan, các bạn thấy không? Đấy, nên là mình nghĩ là liên đoàn cũng phải tính toán chứ nếu không thì sẽ rất là nguy hiểm. Mình sẽ nói với các bạn là những ai đang phải chịu trách nhiệm và đang bị vạ lây bởi ông Chu Xie. Câu chuyện này mình sẽ kể cho các bạn vào ngày 27 tháng 3. Còn bây giờ mình không muốn để cho mọi người suy nghĩ quá nhiều và mình cũng qua chương trình livestream này mình kêu gọi mọi người là hãy ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam cho các cầu thủ, các tuyển thủ Việt Nam và mình mong là chúng ta hãy ủng hộ cho đội vượt qua cái giai đoạn khó khăn này bởi vì nếu như chúng ta bị Indonesia cầm hòa hoặc chính xác là chúng ta không thắng Indonesia trong trận cuối điều đấy có nghĩa là chúng ta sẽ thua Indonesia ít nhất là hai điểm và như vậy là chúng ta sẽ không thể vào được vòng loại thứ ba World Cup 2026 bởi vì các bạn biết là Indo thì càng ngày càng mạnh họ sẽ họ sẽ ăn gỏi Philippines thôi Đấy, còn gặp Iraq thì từ Indonesia đến Việt Nam thì cũng đều thua. Đấy, và các bạn biết là Indonesia đã thua trên đất Iraq với tỷ số 1 năm. Thì Việt Nam của chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại một cái tỷ số tương tự. Như vậy là trận đấu với Indonesia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành trận đấu mang ý nghĩa quyết định. Và nó quyết định luôn cái tương lai của bóng đá Việt Nam. Tức là trong vòng 2 năm rưỡi tới thì chúng ta sẽ không còn một giải đấu nào ở tầm châu lục và FIFA thì lại quay trở lại với SEA Games và AFF Cup mà thôi. Thứ hai nữa là cái lứa cầu thủ năm nay 28, 29, 30. Cái lứa từ Nguyễn Philip này, Đặng Văn Lâm này, Đỗ Hùng Dũng này, Quế Ngọc Hải này. Rồi cái lứa 95 là Công Phượng này, Tuấn Anh này. Đấy, cái lứa đó. Rồi lứa 97 như là Quang Hải. Thì mình nghĩ là họ có thể là sẽ trải qua những cái ngày tháng cuối cùng thi đấu đỉnh cao trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bởi vì hai năm rưỡi nữa thì những người như là như là anh ví dụ như là Nguyễn Philip sinh năm 92 thì năm nay 32 rồi. hai 2 năm rưỡi nữa là 34, bước sang tuổi 35 thì sẽ rất là khó đá. Hay là trường hợp của Đỗ Hữu Dũng sinh năm 93 thì năm nay bản ấy cũng là 31 rồi, 3 năm nữa thì là 34, không thể nào đá được. Cầu thủ Việt Nam mà 34 tuổi khoác áo đội tuyển quốc gia là gần như là không có. Đấy thì mình nghĩ là đây là cái giai đoạn quan trọng nhất và trận đấu trước mắt là trận đấu knockout chúng ta thắng mọi thứ sẽ dẫn, vẫn diễn ra một cách rất là bình thường và chúng ta phải chấp nhận cái việc là chúng ta thắng thì có thể ông chu ông philip chu sẽ lại tiếp tục cầm quân thêm một vài trận nữa nhưng mà mình nghĩ như thế còn hơn không và có khả năng mình thì hy vọng là đội tuyển việt nam vượt qua indonesia trận cuối và sau đó thì chúng ta sẽ có huấn luyện viên mới hôm qua một phóng viên của indonesia cũng ra động viên bọn mình vỗ vai bọn mình và nói là tất cả những cái gì chúng mày cần bây giờ là một huấn luyện viên mới mình nghe xong câu đấy mình cũng cay nhưng mà thôi không có vấn đề gì mình phải nói thêm một tí nữa là tại sao sáng ngày hôm nay mình làm về cái câu chuyện liên quan đến cổ động viên mình cực kỳ bức xúc bởi vì ông chu có thể ông không biết được điều này nhưng mình rất là bức xúc các cổ động viên họ bỏ thời gian bỏ công việc bỏ tiền bạc đi từ việt nam sang bên này thì nó đã là một cái chuyện mà chúng ta rất đáng để trân trọng rồi nhưng các bạn biết là ngày hôm qua các cổ động viên việt nam của chúng ta phải chịu rất nhiều những cái nguy cơ Ngày hôm qua theo thông tin mà mình có được thì hơn 200 cảnh sát đã được điều để đi bảo vệ cái khán đài và những nơi có cổ động viên Việt Nam. Và theo như một người bạn của mình ở ở trong cái đoàn quân đi cổ vũ ngày hôm qua thì lúc trận đấu đang diễn ra thì một số các cổ động viên ở bên khán đài của Indonesia họ đã trèo sang khán đài của Việt Nam. Và cuối cùng thì chúng ta đã rất là phải tỉnh là chúng ta co cụm lại và và nhờ các các đồng chí cảnh sát hỗ trợ Ngày hôm qua cũng có một chai nước nó bay từ khu vực của cổ động viên Indonesia về phía cổ động viên của Việt Nam. Ngay lập tức thì lực lượng an ninh đã bắt và đã đưa anh chàng này đi ra ngoài. Thì mình nói là cái vấn đề an ninh cũng là một vấn đề rất là đáng để chúng ta phải chia sẻ với nhau. Và chính bởi vì lý do đấy cho nên là mình mới nói với các bạn là ngày hôm qua sau khi mà kết thúc mà huấn luyện viên Philip Chu kết thúc trận đấu, ông Chu đã không đi sang bên này để chào và cảm ơn các cổ động viên thì mình thấy đấy là một cái việc làm khá là tệ. Ok thôi mình cứ chia sẻ với các bạn như thế. À, mình thì không có tâm địa gì các bạn biết rồi. Mình vẫn từng chia sẻ với mọi người là bóng đá Việt Nam nó là như thế. À, Việt Nam của chúng ta thì thật sự là gặp quá nhiều những cái khó khăn và cái màn trình diễn của chúng ta bây giờ mới thực sự là cái bản chất của nền bóng đá này. Đấy, chúng ta giải vô địch quốc gia của chúng ta vẫn rất là đuối vẫn rất là bạo lực. Đấy, rồi sân bãi cơ sở hạ tầng rất là kém cơ công tác đào tạo trẻ thì phải nói là quá đuối luôn đấy cũng là một vấn đề nên là mình nghĩ là thôi chúng ta cũng đừng buồn bởi vì đây mới chính là cái bản chất của chúng ta còn 5 năm vừa rồi là chúng ta rất là may mắn bầu đức cùng với những ông bầu khác ví dụ như là bầu vượng rồi một số trung tâm đã có hoàng Ý gia lai arsenal gmg có pvf có sông nghệ ngan có rất nhiều những cái trung tâm họ đồng thời cải thiện về chất lượng đào tạo trẻ cộng thêm với cái việc là chúng ta rất là may mắn có được huấn luyện viên Park Hang Seo rất nhiều những cái sự trùng hợp nó đến với nhau từ cái thời gọi là 2007 cho đến 2018 chúng ta mới có Thường Châu thì đấy chỉ là cái phong độ của chúng ta thôi mà phong độ thì là nhất thời mình nghĩ là có lẽ là cũng không nên đổ 100% tội cho ông Chu Xie bởi vì cái lỗi vẫn là cái nền bóng đá này nhưng mà mình nghĩ là đúng là ngày hôm qua không nhận ra đội tuyển Việt Nam của chúng ta nữa rồi À, một cái lối chơi lì lợm, một đội quân với những cái chiến binh xả thân trong từng tình huống, cố gắng trong mỗi một cái bước chân thì ngày hôm qua chúng ta không thấy và lâu lắm rồi thì chúng ta mới thấy là cả một trận đấu chúng ta dường như không có một cú sút cầu môn nào ra hồn, thật sự. Phạm Xuân Diện còn đó là nhất trí với Minh Hải, niềm tin chỉ có giới hạn thôi, ok. Trước khi mình về thì mình vẫn chia sẻ với các bạn một cái sản phẩm nữa nhá. Đây, cái sản phẩm này nó đang xuất hiện ở trên tay của Minh Hải đây. Đây là đây là con C4. Đây là con C4 là một tuyệt phẩm của nhà Men Đấy, con này thì nó vẫn tiếp tục được giảm giá, giá chỉ còn là 339 000 một chiếc. Nếu các bạn mua hai chiếc thì giá nó chỉ còn là 639 000 Giá này vẫn là giá độc quyền dành cho Vlog Minh Hải các bạn nhá. À, con này thì là huyền thoại rồi, loại đồng. Loại đồng 3 ly và chịu được tải lên đến 4000 W các bạn cắm 2 3 lối lẩu ăn tẹt ga luôn. Các bạn nhìn thấy nó đẹp như này thì các bạn đặt trên cái tiệc lẩu của các bạn nó sẽ trang nhã hơn, đúng không? À, nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ, tức là các bạn ném vào cái môi trường 750 độ là nó không cháy. Một đổi một trong vòng 6 tháng các bạn được bảo hành 1 năm, nó được kết nối với 4 ổ cắm và 3 cổng sạc, hai cổng USB một cổng Type tức là bạn cắm cho iPhone, iPad các thứ là thoải mái. Đỡ phải mua cục sạc làm gì cho mệt. Đấy, và ở đây nó có một cái anh chàng mình hay gọi là trung vệ áo đỏ. Anh này có tên là Atomat Dù các bạn đi làm, đi chơi hoặc các bạn đi ngủ thì anh Atomat này vẫn đứng ở đây để bảo vệ cho các bạn cái ổ điện này nó không xảy ra cháy nổ. Không xảy ra cháy nổ tức là nó sẽ giảm nguy cơ bị hỏa hoạn ở cơ ở gia đình nhà các bạn. Và gia đình của các bạn là bố mẹ là vợ con của chúng ta. À, các bạn à, sử dụng cái này là cực kỳ chuẩn luôn này. Đấy. Dây nó cũng khá là dài. Các bạn yên tâm là để ở trên bàn thì rất là phù hợp. Con C4 này thì nó phù hợp để các bạn ăn lẩu hoặc là các bạn để trên bàn làm việc. Đấy còn con V8 thì nó nó cao hơn. Nó cao hơn là nó có 8 ổ cắm và 4 cổng sạc. Còn tất cả những cái chỉ số về mặt kỹ thuật thì nó đều giống nhau. Hai chiếc uh, C4 thì giá là có là 639 000 Hai chiếc V8 thì là 698 000 Giá này là độc quyền chỉ dành cho Vlog Minh Hải thôi các bạn nhé. Số điện thoại mình để ở trên logo đấy các bạn. 0889333300. Các bạn cũng đừng quên là còn những chiếc áo của Vicento đây, chiếc áo President đây. Cái này là một lụa Nhật Bản nó không nhăn, mềm mịn, mượt, mặc rất là mát. Nó có một cái công nghệ gọi là Air Control, tức là nó điều khiển, tức là nó giúp chúng ta luôn luôn kiểm soát được cái thân nhiệt, cái nhiệt độ của chúng ta. Mặc nó rất là mát. Đấy các bạn thấy thấy rất là xịn. Nó tương thích với mọi loại quần, nó tương thích với rất nhiều những cái không gian mà các bạn đến. Sáng các bạn đi làm này Chưa đi ăn cưới Chiều về đi họp Tối về đi chơi Người yêu vẫn rất là ok Và giá vẫn là độc quyền Dành cho Vlog Minh Hải Các bạn mua một chiếc Thì là giá là 639.000 Nhưng combo 3 chiếc Chỉ có 1 triệu 398.000 thôi Các bạn còn có được tặng Một cái ví da cá sấu Đấy Trị giá 1 triệu 598.000 Phần quà tặng còn lớn hơn cả Cái phần tiền các bạn mua Mặc dù nó là quà tặng Nhưng mà mình vẫn Cam kết với các bạn Là nếu như các bạn chứng minh nó không phải là da cá sấu xịn 100% Mình đền các bạn 1 tỷ luôn và số điện thoại mình vẫn để trên logo 0889333300. Bạn đến vicento.vn thì các bạn sẽ có được cái quyền tự thành lập combo. Các bạn mua combo càng lớn giảm giá càng nhiều. Mua combo càng lớn thì các bạn lại càng được tặng quà có giá trị càng cao. Nếu các bạn ghé qua 240 km, các bạn nhớ đọc tên Pat Vlog Minh Hải để các bạn được giảm giá thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300 nhé các bạn nha. Các bạn còn câu hỏi gì các bạn đặt ra không? Ông ông này đã phá tan đội bóng. Hôm trước ông ấy có nói về cái chuyện là 80% người dân Việt Nam không ủng hộ ông ấy và 80% người dân Việt Nam đang muốn là ông ấy đang muốn liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải ông đấy và mình đã cực kỳ phản đối. Mình nghĩ là ông ấy đưa ra một con số sai, bây giờ có lẽ nó phải là trên 90% rồi. Các bạn yên tâm là đến ngày 27 tháng 3 mình hẹn với các bạn sẽ có một chương trình bom tấn. Và mình sẽ tuyên chiến với ông Philip Chu Xe này luôn Bạn LHN có nói là bây giờ là 99% rồi Các bạn hãy để lại phần comment quan điểm của các bạn xem là có nên sa thải ông Chu Xe không Theo các bạn có nên sa thải ông Chu Xe không Mình nghĩ là nên Nhưng sau trận đấu gặp Indonesia vào ngày 26 tháng 3 tới Bạn Hoán Như Vương Vậy mà ông Hải này còn muốn đổ lỗi cho cầu thủ à, Mình không đổ lỗi cho cầu thủ mình chỉ nói là huấn luyện viên đã không tối ưu được Không tối đa hóa được tinh thần chiến đấu Và những cái sự ưu việt Trong Cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam thôi Chứ các cầu thủ họ có lỗi gì đâu Các bạn có tin là có những cầu thủ muốn Không muốn lên đội tuyển quốc gia không Dưới thời của ông Chu Xê không Thậm chí là có những người hiện nay ấy, Đang có mặt ở trên đội tuyển quốc gia Đã từng có ý định là xin phép từ giã đội tuyển khi mà huấn luyện viên Philip Chuse vẫn còn cầm quân. Cái này thì mình không thể nói một cách đích danh được. Nhưng mà cũng xin thưa với các bạn luôn là mình biết những người như vậy. Các bạn thấy là khi mà mình đưa ra cái đội hình xuất phát dự kiến các bạn thấy các bạn thấy là nó trúng phóc như vậy. Thôi, đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ thì là 10 giờ 46 phút rồi, mình xin phép dừng luồng livestream tại đây để lên đường đi sân bay. Kẻo nếu không nó muộn mất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều tối ngày hôm nay nếu mà mình về kịp mà chuyến bay không bị delay thì tối ngày hôm nay chúng ta lại lên sóng lại tâm sự với nhau à, tối ngày hôm nay mình cũng sẽ lấy được rất là nhiều những chỉ số về mặt chuyên môn mình sẽ so sánh cho các bạn đấy mình lấy một trận đấu bất kỳ của thầy Park và một trận đấu của huấn luyện viên Chu Cea chúng ta sẽ thấy là cái cách tiếp cận cầu môn của chúng ta là kém hơn hẳn luôn chúng ta đang hướng đến một cái thứ bóng đá tấn công áp đặt nhưng mà cái tỷ lệ dứt điểm cầu môn của chúng ta thì gần như là con số 0 như vậy là chúng ta đang muốn đang rất muốn có được những cái chiến thắng nhưng cuối cùng thì chúng ta không có được một cái điều cơ bản đó là bàn thắng và mình nghĩ rằng là đội tuyển của huấn luyện viên philip chuse yếu về mặt thể lực à, tinh thần của chúng ta chiến đấu cũng không được cao và cạn kiệt về ý tưởng tấn công đấy là những cái gì chúng ta có thể chia sẻ được cảm ơn các bạn rất là nhiều hẹn gặp lại các bạn